Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5, 2022. Giúp em Thái cần câu nội địa Nhật sẽ lên cho anh em một lô cần gọi là tổng hợp các loại cần máy nhé. Từ ISO, Henchi, Root, Ikada, rồi cần lục, cần dây trong, rồi cần 2-3 khúc, cần lua. Đấy. Thì em sẽ vô chi tiết từng cây cho anh em nắm giá và tham khảo nhé. Phí ship mỗi đơn hàng là 40.000 trên một đơn nhé, em ship code toàn quốc nha anh em. Đấy, sau đây em sẽ vô chi tiết từng cây cho anh em nắm giá. Hai cây đầu tiên là một mã nhé. Cây này mã I1 này. Mã I1 này là giá 600 nhé, em bán cả hai cây một lúc nhé. Hàng này là hàng Ikada nhé, Ikada. Con này 1m8 thì đủ này, nhưng mà con này 1m8 nhưng mà nó còn có 1m6. Mất 20 phân, còn mét 6 nhé. Con này còn mét 6 này, con này mét 8 này. Đấy. Thì cái này là gốc của nó carbon đó, nhưng mà cái ngọn này nó là đọt, này là đọt sợi thủy tinh, nhưng mà nó sơn lại á. Nó sơn lại nó lem nhem nó xấu. Đó, bác thấy không? Nó sơn đen nó lem nhem. Cho nên là em thanh lý rẻ luôn cho anh em nhé. Nó quét cái sơn đen lên nó lem nhem nhìn xấu khiếp luôn. Đọt này thì nhỏ này, đọt này thì lớn này. Em bán cả hai cây nhá, cây 300.000. Xấu nên là bán rẻ nha anh em. Đấy. Mã I1 nhá, giá 600. Mã I2, mã I2 này còn nguyên túi nhá. Nguyên túi zin của Daiwa luôn á, túi đỏ á, đó. Mã I2 nhá. Cái này thì nó hạ bát nhé, bên kia nhá, bên kia nó tự hạ, nó hạ bát xuống đây, nó bát từ đầu nó nằm trên này nó hạ xuống. Cái này thì mới 98-99% luôn á, cái đít này còn chưa xước. Đó, đít còn nguyên. Những dòng mà Henchi này á, nó mà chơi nhiều thì cái gỗ chỗ này nó xước rất là nhiều. Nhưng mà cái này thì gần như là còn đẹp. Đó. Cái này là đọt số 10 nhé. Đọt số 10. Đọt số 10 dài là 1m8 nhé. Còn mới. Thì dòng Daiwa này thì nó sản xuất tại Taiwan. 100% cần nào cũng vậy. Đó. Đặt số 10 nhé. Anh em câu hành cháp, câu bè. Rất là đẹp. Đấy. Tháp, đọt tháp sợi thủy tinh đặc. Cái này mà I2 nhé. I2 này giá 700.000. Còn I3 này. I3 này cũng giống như con I2 nhưng mà nó dài hơn nhé. Con này dài 2m1 này. Con này dài 2m1 nhé. Cứng 15. Con này người ta cũng quấn lại bát này. Nó không hạ nhưng mà nó quấn cái người. Hai cái cây này là một người chơi ấy, người ta cũng tháo ra người ta quấn lại đấy. Còn mới lắm, như hàng lướt đó. Đó, anh em thấy không? Em cũng có một cây nữa mà người ta mới quấn cái này thôi, còn cái bát nó không thấy đâu hết. Em về ba cây cơ, để em cho anh em xem. Đấy. Nó giống như này luôn. Đấy, nó giống như này. Nó tháo bát ra rồi mà nó chưa quấn lại, nó bán một lúc ba cây vậy luôn á.
mà hai cây này nó bát nó quấn rồi. Đấy. Còn cái này thì cái bát nó mới quấn phần trong, còn cái bát nó chưa quấn mà nó đem đi bán luôn. Cái này là bên cửa hàng nó như này nha, mua một lúc 3 cây nó như này luôn đấy. Đó. Chứ không phải là hàng lỗi đâu, mới lắm. Hàng mới tinh à. Nhưng mà người mua về người ta thích độ, thích quấn cho nó dễ cầm á. Đấy. Nó không có trơn, nó dễ cầm, người ta quấn vậy. Còn cây này thì người ta đang quấn dở mà cũng đem bán luôn này. Chứ không thấy bát đâu hết, cái này bữa sau em sẽ kiếm bát về em quấn sau, em sẽ bán sau nhé. Đấy. Rất là mới và đẹp, cứng 15 và 2m1 nhé. Cũng đọt tháp sợi tinh đặc. Đấy, carbon hay da đầy hoa. Tem vàng xuất Nhật này, Taiwan. Mới tinh rồi. Mà người ta thích độ để cầm cho nó dễ vậy, nó quấn cái bát này lại để cầm cho nó dễ đấy. Đó. Chứ không phải là em quấn đâu nhé. Đấy, người ta còn quấn dở đây, còn bát là em chưa kiếm ra để thay vô để quấn lại cho các bác đây. Mà bác nào muốn mua cái này em vẫn bán luôn. Đấy. Cái này thì đọt số 5 và 2m1. Đấy, còn cái này là đọt số 15 và 2m1. Cái này 15 và 2m1 này i3 nhá, mà i3 này giá 800.000. Mới tinh. Rồi, tiếp tới còn i4. i4 này giá là 550.000. Hàng cần lua rút nhá. Dài là 2m7. Độ cứng là M nhá. Medium. Lai từ 9 đến 16 lb nhá. Lua từ 3 tới 12 gram. Wow. Sao action của nó là ghi là medium này. Mà lua của nó chỉ có 3 tới 12 gram thôi. Made in Korea nhá. Mới tinh à. Đó. Bát của hãng Quen Fuji nhá. Đó, Quen Fuji. Giá 550. Không, đọt này đọt M đó, nhưng mà sao thấy cái thông số lua hình như nó in nhầm hay sao. Đó, mới tinh. Quen Fuji sư xám nhé, đọt này cứng á, đọt này M á, nhưng mà thông số lua nó ghi để chỉ có 3 tới 12 nhé. Cái này em, cái đọt này em cảm giác nó lua được tới 30 gram đấy. Game fishing, toàn bộ đây là hàng carbon hết nha anh em, không có hàng fit đâu. Carbon rất là dày. Mã i4 nhá, 550.000. Mã i5. Mã i5 này carbon nhá, giá 300 của Korea. Korea xuất Nhật của Suzumi nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là quen bát của hãng Suzumi luôn. Chiều dài là 2m7 nhá. Cái này thì nó không có ghi thông số anh em. Nhưng mà còn mới lắm. Đó. Cái này là nguyên bản nhá, nguyên bản. Cái này là bát, quen bát của hãng. Đọt này cứng tầm gần M ạ. Tầm ML, hơn ML chút, gần M. Anh em về lấy câu lua, lóc. Đấy, hoặc là câu rô, câu vặt. Giá 300 ngàn nhé, hoặc là câu câu bẻ. Nhưng là những cái cần này thì em sẽ cố gắng cầm mở kiếm nắp cho anh em hết á. Hàng này của Suzumi nhé. Hàng cũng có thương hiệu ấy, chứ không phải là không thương hiệu đâu. Nhưng mà cái dòng này thì nó là quen bát của hãng. Nên là em sẽ bán rẻ nhé. Hàng này hàng carbon nha anh em. I5 giá 300. I6. I6 này là một con ISO. ISO của Daiwa nhé. Đọt số 3 dài 5m1 này. Con này mới tinh à. Rất là đẹp, quen bát là bát Fuji này, quen là quen Fuji Six Gold, còn túi nhung luôn nhá anh em, cái túi nhung xanh xanh đó. Đó, còn mới lắm, hàng này hàng sản xuất tại Nhật nhá, đây hàng sản xuất tại Nhật, này mới tinh,
Đọt này nó tầm khoảng, nếu mà anh em đánh, anh em mà về mà hạ 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 cần tay ấy, thì nó có được khoảng 4-5 hát đấy. Thân của nó được 5 hát, đọt nó tầm 4 hát. Mới đẹp, mới tinh. Đó. Hoen Fuji Gold, Six Gold luôn. Carbon xoắn. Đấy, mới tinh. Hàng này hàng là hàng siêu lướt rồi. Đấy. Đó, số 3 dài 5m1. Nhưng mà thân thì nó cứng ngắc à. Về anh em mà muốn cứng thì cứ hạ đọt dần thôi. Nhưng mà anh em đánh ISO cần tay trợ máy thì đánh nó phê hơn. Bởi vì cái này là khoen Fuji Six Gold đấy. Giá trị cái bộ khoen này nhiều. Đấy. Rồi, con này giá là 900.000 nhé, mà Y6. Tiếp tới con Y7 này, một con carbon. Hàng Ken Spin này. Dài là 2m1, cứng 15 nhé. Mã Y7 giá 500.000. 2m1 giá 15. Con này là anh em lấy lua được. Có rô, có vặt. Đó, còn đẹp lắm. Quen bát Fuji nhé. Cứng 15 này nó cũng tương đương với M của anh nhé. Đấy, cứng phết. Quen bát Fuji hết. Fuji xì xám nhé. Đó. Cần cũng còn đẹp. Hai power action. Đây này, cái này thì anh em lấy lua hoặc là lấy cầu bè, cầu rô giếc hoặc là cầu lặt vặt tùy. Carbon nhé. Cứng 15 và 2m1, mã Y7 giá 500.000. Mã Y8. Mã Y8 này giá 600 nhé. Một con ISO. ISO khoen nhỏ nhé. Dài là 3m6. Đấy. Bát này bát Fuji này. Bát Fuji nhé. Đấy, con này hàng nội địa Nhật. Power Carbon 3m6 này. Đấy, bị Nhật này. Con này còn đẹp, mới đẹp nhé. Đây, nắp jean của nó luôn đấy. Khoen này cũng là khoen Fuji nha anh em. Con này thì nó không có ghi đọt. Đọt này tầm khoảng số 3, số 4 gì đấy. Tầm số 3 nhé. Đó, đọt to cứng lắm. Các con xoắn rất là đẹp. Mới. Đó. Cực kỳ là mới và đẹp. Con này là mã số Y8 nhé. Mã Y8 giá là 600.000 nhé. Con này cứng nhé. Nếu mà anh em tháo khoen để đánh cần tay nó phải tầm 5 hát. Mã số Y8. Rồi, mã Y9 này. Mã Y9 này cũng là giá 600 nhé. Một con Sita nhé. Sita gốc thì nó có hơi sức dăm nhẹ nhẹ thôi. Đọt số 2 nhé. Dài là 5m4. Đó. Đó, số 2 là 54, khoen bát Fuji nhé. Cái này về anh em hạ gần tay cũng được tầm 4-5 hát đó. Khoen bát Fuji nhé. Cái này chỗ này là nó chảy sơn thôi này. Nó kéo cái này này đó. Nó kéo cái này, kéo ra kéo vào, nó chảy sơn đen thôi. Chứ không có ảnh hưởng gì phôi đâu nhé. Đấy, cái chỗ này là nó chảy cái sơn đen chút. Phôi trong thì còn đẹp nhé, các con xoắn này. Đó. Đó.
về anh em câu tay tay trợ máy hoặc là tháo khoen làm cần tay cũng ok. Mã Y9 nhé, giá là 600. Còn siêu phẩm của Daiwa, mã Y10. Y10 giá 1,2 triệu nhé. Daiwa Haiya Pomit nhé. Đợt số 2 dài 6,3 m nhé. Carbon Wicker. Đợt số 2 dài 6,3 m. Đó. Carbon là carbon Haiya nhé. Nó vẫn có sức răm nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà cái nước sơn của nó còn bóng và đẹp lắm nhé. Cái gốc này nó có vài vết trước này. Đó. Long trong thì đẹp, không phải bàn nhé. Gốc thì kiểu nó vận chuyển, nó cọ xác hoặc là nó gác cần đó. Đấy, dàn khoen này là dàn khoen full xích nhé. Dàn khoen này dàn khoen full xích đen, chân đen hết. Đó. Đó. Các đầu lóng nó đều có chữ Bomit và có vẽ định vị. Đó. Này cũng có vẽ định vị khoen. Mới tinh, trong mới tinh, gốc thì có vài vết xước nhẹ nhẹ, xước sơn nhẹ nhẹ, xước sơn bóng. Con này da rất là đẹp nhé. Cái dòng phôi ISO này nó phôi nó dày lắm. Anh em để đánh cần tay sửa máy thì ok luôn, hoặc là tháo khoen làm cần tay. Phôi nó dày hơn là cần tay chuyên dụng của cái thằng Daiwa Bomit này đó. Nếu mà dòng mà 6,3 m này mà cần tay nó cũng tầm 1,8 triệu, 2 triệu, có chỗ bán hơn 2 triệu á. Đấy. Nên là cái này em bán 1,2 triệu, anh em về tự hạ hoặc là để vậy chơi cũng được nhé. Giá cũng hợp lý đó. Không có mắc đâu. Đấy, có mấy vết xước sơn nhẹ nhẹ đây. Sơn bóng. Đó, số 2 dài 6,3 m này nó tương đương với tầm 4-5 h nhé. Nó tút ra thẳng tắp luôn. Anh em mà tháo cái khoen ra tút ra thẳng tắp luôn. Bỏ khoen thì nó hơi gị cái ngọn chút thôi. Còn thân nó thẳng. Y10 nhé, giá là 1,2 triệu. Tới Y11 này. Y11 này giá là 600.000 nhé. Một con Kido. Đọt số 3 dài 5,4 m nhé, cũng khá là cứng. Gốc là hơi xấu, nhưng mà lóng trong là đẹp. Khoen bát Fuji. Đọt to nhé, đọt này tầm 5 h. Đó, carbon xoắn nhé. Đấy, các lóng trong thì còn đẹp, có cái gốc hơi xấu một chút. Đây thì anh em hạ gần tay để đánh bao phê luôn. Là số 3 dài 5,4 m nhé, giá 600, mã Y11 nhé. Y12 này giá là 500.000 nhé, của Suzumi, cũng còn tương đối là đẹp. Đọt số 1 dài 5,3 m nhé, đọt số 1 dài 5,3 m. Cái này mà anh em, nói chung là thân thì thẳng á, nhưng mà đọt nó hơi mềm. Đó. Chỗ này nó hơi chảy sơn chút này. Nói chung là tương đối đẹp, lóng trong thì đẹp. Đó. Đấy, lóng trong là carbon xoắn. Đấy. Đó, lóng trong rất là đẹp. Lóng gốc thì có vài vết xước cũng không đáng kể đâu. Đó. Rồi, mã số 12 nhé, Y12 nhé. Y12 này giá là 500k. Y13 này, con Daiwa nhé. Daiwa hàng nội địa Nhật nhé. Cái này là nó buộc vào để nó móc dây bảo hiểm thôi. Cứ
cứng 80 dài 3m3 nhé, nhưng mà thực tế cái đọt em thấy nó tầm khoảng 50 thôi. Thân thì nó cứng ngắc à, nhưng mà cái đọt của nó là đọt sợi tinh đặc á, nó tầm khoảng 50 thôi. Đây nó ghi trên thân cân là 80 dài 3m3 nhé. Y13 này giá là 1,3 triệu nhé, dòng này hàng nội địa Nhật chứ không phải là của thằng Đài Loan đâu nhé. Carbon hay da rất là đẹp. Đây. Đọt sợi tinh này là đọt nguyên bản nhé, em bán rất là nhiều em biết. Đấy. Đấy, carbon hay da. Từ cái lóng thứ hai trên ngọn xuống là bắt đầu hai da nhé, chỉ có cái ngọn là nó là sợi cọc sợi thủy tinh đặc. Đấy, sợi thủy tinh đặc. Đấy. Mới tinh à. Đó. Quen Fuji nhé. Rút carbon đầy hoa. Con này về anh em đánh lăng xê rất là gọn, bỏ cốp xe. Mã số Y13 nhé, Y13 giá 1,3 triệu. Rồi Y14. Y14 này thì cái hộp của cần khác em bỏ vào cho các bác thôi nhé. Cái này là cái rút lua máy ngang. Đấy, anh em đi du lịch có hộp có túi đó. Nhưng mà không phải là của nó đâu. Có cái này nó vừa em bỏ vô cho các bác vậy thôi. Đó. Đây qua nhé. Này cũng là đây qua luôn. Máy ngang rút. Cứng con này tầm M nhá nhé. Cứng đọt to. Đó, con này tầm M. Còn mới. Compact. Con này là dài nó là 5,6 ft nhá, 1m68 nha anh em. 7 tới 21 g cứng M nhá. Light 8 tới 15 lb nhá. Rất là đẹp. Rất là nhỏ gọn cho anh em đi du lịch. Bỏ cúp xe. Mã này Y14 nhá, Y14 giá 650.000. Còn Y15. Y15 là một con cần lục nhé. Con này mới tinh Shimano. Cứng 30 dài 4m2 nhé, của Korea xuất Nhật. Holiday Spin nhé. Đấy. Dòng này thì anh em không lạ gì rồi. Rất là mới và đẹp. Bass Fuji nhé, quen Fuji. Thứ xám. Này. Đấy, đọt carbon xoắn rất là đẹp. Cứng 30 nhé. Đó, rất là cứng. 30 dài 4m2. Chưa có thấy vết xước luôn. Thấy đẹp chưa? Con này mã Y15 nhé. Y15 giá 1,2 triệu. Y16 cũng là một con cần lục nhé. Cứng 25 dài 4m2. Con này cứng 25 dài 4m2 nhưng mà thực tế của nó cứng tầm khoảng 27-30 nhé. Cũng gần tương đương với con Holiday Spin luôn đấy. Và Y16 giá 900 nhé. Đấy. Cũng còn đẹp lắm. Đảm bảo với anh em là từ 27-30 nhé, chứ không có 25 đâu. Con này đọt to cứng lắm. Anh em thấy không? Tầm khoảng 27-30 ấy. Không có dưới 25 đâu, không có dưới 27 ấy. Màu bạc. Đó, cần cũng còn mới. Đấy. Lóng trong mới tinh. Con này mã Y16 nhá. Y16 này giá là 900.000. Thương hiệu của nó đây nhá. Đấy, mã cốt này. Đấy, tên của nó này. Y16 nhá, giá là 900.000.
Tiếp tới con i17 nhé. i17 này giá 450.000 nhé, của thằng Mamiya nhé, Mamiya của Hàn Quốc xuất Nhật. Của cần này là cần dây trong nhé. Đấy, bát Fuji tem vàng. Cứng 30 dài 3 mét nhé, cần dây trong. Mamiya. Cứng 30 nhưng mà nó bằng 50 của các dòng cần thường á. Đấy, đọt nó rất là to. Tầm khoảng 50 ấy. Cái này thì nó ten ten chút thôi chứ không phải bị nứt bể gì đâu nhá. Cái mạ chrome lâu ngày nó ten ten chút. Đấy, phôi rất là đẹp. Đó. Mã i17 nhá, i17 giá 450.000. Rồi, i18 cũng là một con Mamiya nhá, của Hàn Quốc xuất Nhật. i18 giá 550.000 nhá. Con này nó đẹp hơn chút, dài hơn chút. Đấy, bát Fuji tem vàng. Cứng 30 dài 3m6 thì nó cũng tầm khoảng 50 dài 3m6 nhá. Của Hàn Quốc xuất Nhật. Mà cốt đầy đủ, con này đẹp. Đó. Này cũng mới. Đó. Con này giá là 550.000 nhá, i18. I19 là một con cần nội địa Nhật nhé, Pro Xnox. I19 này giá là 1.200.000. Anh em muốn biết nó là công ty nào thì anh em lên Google, anh em gõ những cái chữ này nhé, hoặc là chụp ảnh đến rồi dịch Google dịch, người ta nó sẽ dịch cho anh em là công ty này nằm ở quận Osaka nhé, công ty này nằm ở quận Osaka nhé, có địa chỉ rõ ràng luôn nhé. Đây, thông số của nó là dài 2m1 nhé, hai lóng này. Tua gọn 111 cm, nặng là 245 g, đọt 1 ly 9, gốc là 23, độ cứng của nó là 80 tới 150 nhé. Đọt tháp sợi tinh đặc cho nên là nó rất là cứng, thân nó cứng ngắc. Con này cũng còn mới đẹp. À này, hàng nội địa nhé. Đấy. Quen Fuji sư xám, bát Fuji. Dài là 2m1. Đấy, con này rất là cứng nhé. Nó chỉ mềm cái đoạn này chút thôi này. Đó. Thân nó cứng ngắc à. Đoạn này là tháp từ đây lên này, tháp sợi tinh đặc từ đây lên này. Đó. Thông tin ở trên hộp hết rồi nha, em đọc rồi nha. Giá là 1.200.000 mã i19. Tiếp tới con i20, còn Tenryu này. Đấy, Tenryu. Tenryu là hàng nội địa Nhật. Hàng này rất là cao cấp và mắc tiền. 2m4 nhá. Cân nặng của nó là 290 g, hai lóng. Gốc của nó là 17 ly. Ngọn của nó là 2 ly 6 nhá. Đấy. Thu gọn 126 cm, cứng là 100 tới 130. Đây, độ cứng 100 tới 130 này. Giá mới của nó là 27.000 yên nhé, gần 6 triệu ấy. Con này i20 nhé, giá là 1.300.000. Còn hộp nhé, không có túi. Tenryu hàng rất là nổi tiếng ở Nhật. Nổi tiếng là hàng nổi tiếng cao cấp, nó ngang. Nó nổi tiếng giống như là hàng Gamma vậy. Còn rất là mới và đẹp. Quen Fuji Xích. Nhìn chất lượng. Độ cứng cao. Bát Fuji nhé. Bát này bát Fuji. Nó gắn chữ Tenryu. Dài 2m4 nhé. Đó. Quen là quen Fuji Xích. Nó ghi là cứng 100 đến 120 mà em thấy nó tầm khoảng 80 thôi nha anh em. Gần 100 thôi. Giá 1.3 triệu nhé. Fuji Xích. Quá êm cho anh em luôn đấy. Mã I20 nhé. I21 là một con Daiwa 3 khúc. I21 là giá 1.2 triệu nhé. Mới tinh. Này không biết, chưa sử dụng luôn. Đấy.
Đấy không? Đấy. Mới nguyên. Đây qua hồ lốc. Cứng 50 dài 3,3 m nhé. Đó. Carbon hai da nhé. Khoen Fuji sứ xám, bát Fuji tem vàng. 50 dài 3,3 m. Mới cứng. Giá 1 triệu giá 1 triệu 2 nhé, mà Y21. Y22. Y22 một con rất là hiếm nhá. Mã Y22 giá 2 triệu nhá. Của Majorap. Majorap này đời đầu nó sản xuất tại Nhật nhá. Còn những cái dòng mà đời sau này á thì nó sẽ sản xuất tại China và Việt Nam, thì nó sẽ đóng make in Việt Nam hoặc là make in Taiwan China nhé. Nhưng mà cái dòng đời đầu này thì nó sản xuất cho nội địa, cho nên là nó sẽ không có đóng make in nha anh em. Có túi của nó luôn đấy. Khoen này khoen Fuji Six này đấy. Những cái dòng khoen này thì dòng khoen của đời đầu. Chân để ba của nó đấy. Phôi còn mới tinh nhỉ. Majorap, khoen bát Fuji, khoen Fuji Six. Đấy. 9,6 ft. 2m 9. 9 ft 2m 7. 6, 3, 21. 21 9, 2m 9 nhé. Con này 2m 9. Mới 2m 9 nhé. Line của nó từ 8-20 là B nhé. Lua từ nó từ 15-42 gram. Đó. Dòng này từ đầu cho nên là nó sản xuất tại Nhật đấy. Em trước em làm của công ty Majorap, em biết. Trước em làm Majorap của Việt Nam. Ở Biên Hòa. Đấy. Khoen Fuji Six. Dòng đời đầu này thì nó chỉ sản xuất tại Nhật. Còn sau này thì nó mới mở nhà máy ở China và Việt Nam. Thì con này cứng tầm MH. Đó. Nó lua từ 15-42 gram nhé. 15-42 gram. Đấy, nó lua cá biển đây này. Rất là mới và đẹp. Đó, quen để 3.000 đã nhé. Giá 2 triệu nhé, 2,9 m. Đây này, rất là nhiều anh em kiếm. Anh em đi lua gành hoặc là lóc chém. Rồi. Tiếp tới một con Daiwa. Hàng hiếm nữa, rất là dài nhé. Mã Y23 nhé, Y23 giá 1 triệu rưỡi. Con này 2 khúc, 3,3 m. Cho em lua lóc, lua chém, lua gành nhé. Đây, hoa pan tôm. Có cả túi luôn nhé. Pomade, Quicker. Đó. Con này cứng đó. Con này cứng MH đó anh em. Đấy, hàng tem vàng nội địa Nhật nhé. Đây qua. Carbon hai da. Đã không? Chân Fuji sứ xám nhé. Cái này là dài là 3,3 m, 2 khúc. Cái này không thấy ghi thông số lua anh em. Nhưng mà nó cứng tầm khoảng MH nữa. Đấy. Carbon hai da từ gốc tới ngọn luôn đấy. 2 khúc 3,3 m. Cứng MH, cái này rất là hiếm. 3,3 m 2 khúc cần lua. Mà cứng. Đó. Này anh em lua lóc, lua chẽm thì bá cháy luôn, hoặc là lua gành. Khá là nhẹ.
Thì con này là giá 1.300.000 nhé. À, quên, 1.500.000 nhé. Mã Y23. Mã Y23 giá 1.500.000. Y23 1.500. Y24 nó cũng còn con ban tôm này, nhưng mà nó ngắn hơn. Y24 này giá là 1.300.000 nhé. Cũng thuộc dòng nó. Con này thì nó làm đời sau cho nên nó làm mảnh hơn tí, thân nó nhỏ hơn. Con này cũng cứng tầm M tới MH đó. Đợi xíu, MH. Đấy, con này cứng tầm MH đó. Đấy. Thân rất là nhỏ nhá, đây qua. Khoen nó cũng là khoen Fuji C8, hàng tem vàng nội địa Nhật. Đó. Con này thì đời sau nó sản xuất tại Taiwan. Sản xuất tại Taiwan nhưng mà xuất cho nội địa Nhật tem vàng nhé. Con này cứng MH nha anh em, cứng dài là 3m. Hồi nãy con kia là 3m3. Con này là 3m nhé. Đấy, lua từ 5 tới 40g. Line từ 10 tới 20 bao nhé. Taiwan. Bàn tùng. Carbon cũng là carbon 2 da nhé. Khá là mới và đẹp. Đó. Con này thì giá 1.300.000 nhé. Rồi, tiếp tới những cái dòng lua nhỏ nhỏ nhé. Đấy, cần đầu tiên này. Y25. Y25 giá 500.000, máy ngang à, máy đứng nhé. Máy đứng quen Fuji nhé. Bát của hãng. Quen Fuji bát hãng, hàng này của Korea xuất Nhật này. Đấy. Nó ghi là cứng M nhưng mà thực tế nó tầm ML thôi nha anh em. Dài là 1m8. In Korea này. Đó. Cái này thì nó không ghi thông số lua, nhưng ML thì nó ghi nó lua tầm khoảng 5 tới 21g á. Đó. Phôi còn khá là đẹp. Đấy. Con này giá 500.000 nhé. Mã Y25. Rồi, Y26 là một con máy đứng nhá. Y26 giá 400 nhá. Quen này là quen Fuji, à quên, quen hãng bát hãng nhá. Nhiều anh em rất là dễ nhầm quen này quen Fuji xám chứ không phải đâu, quen này quen hãng. Carbon xoắn. Lua từ 3 tới 15 gram nhá, line từ 3 tới 15 gram luôn. Đấy. Mới và đẹp. Y25 nhá, cứng này cứng M á, ML chứ. Cứng ML nhá. Y25 giá là 400.000. Y26. Y26 này là một con Ryobi nhá. Khoen bát Fuji chân cao. Giá là 550.000 nhá, Y26. Đấy, 550.000. À, 1m8 cứng ML nhá. Lua từ 6 tới 10 bao, line từ 4 tới 12 gram. Made in Korea nhá, tem vàng xuất Nhật. Phôi cũng còn rất là đẹp. Giá 550 nhá, quá rẻ. Quen bát Fuji hết. Đấy, Fuji này chân cao. Bát Fuji này. Mã Y26 nhá, giá 550.000. Mã Y27. Y27 một con của Korea xuất Nhật, dài 1m8, cứng ML. Cũng không giống cũng không có thông tới thông số. Giống như con Y24 vậy á. Đấy, cùng hãng của nó. Giá 500.000 nhá. Quen Fuji bát của hãng. Đấy, Korea xuất Nhật.
cứng cũng tầm ML nha anh em. Nó hơn ML một chút thôi, nó ghi là M nhưng mà em thấy hơn ML một chút thôi. Rồi. I28 nhé, giá là 600.000 này. Con này là con Shimano Pathone XT nhé. Là line từ 4 tới 10 bao, lua từ 2 tới 10 gram nhé. Dài là 1m73 nhé. Dài 1m73 nhé, 5,8. Made in Korea nhé. Cái này nó ghi thông số là 2 tới 10 gram là L nhưng mà em thấy nó cứng nhá, nó đanh lắm. Nó đanh giống như ML vậy á. Nó đanh đanh giống ML vậy á. Quen Fuji bát của hãng nhé, bát của Shimano. Đó, bát One nhé. Con này phôi đánh rất là ok này, anh em lùa lóc cũng thoải mái. Lùa nhái hơi. I28 giá 600 nhé. I29. I29 này giá 500 mà, con máy đứng. Bát của hãng Quen Fuji nhé. Bát hãng Quen Fuji. 1m8 cứng ML. Made in Korea nhé. Không thấy ghi thông số anh em. Chỉ ghi cứng ML thôi. Hai khúc máy đứng. Mã này là mã I29 nhé. Giá 500.000. I30. I30 là một con OGK sản xuất tại Korea nhé. OGK này sản xuất tại Korea này, in Korea này. Còn mới. Một mét tám, lua từ 1/32 tới 3/8 OZ, lai từ 3 tới 10 bao nhé. Đấy, nó ghi là cứng L nhưng mà em thấy nó tầm ML, nó phôi nó cũng đanh lắm. Cán 31 à 3 khúc à, cán hở. Quen bát của hãng nhé. Màu đen nhám rất là đẹp. I30 nhé, giá là 400.000. Có hai con máy ngang. I31 giá 800. Hàng của thằng Japan nhé. Thằng Daiko Japan, cứng M. Quen Fuji sư xám nhé, bát Fuji. Bát là bát Fuji. Dài là 1m 5,6, 1m 68. Này 1m 68, 5,6 inch. Đấy. Lua từ 1/3 tới 3/4 Z nhé. Lai từ 8 tới 20 LB, khá là cao. Mày in Japan luôn này. Đấy, Daiko thì hàng là hàng Japan nên nó không sản xuất ở nước khác đâu. Cứng là cứng M nha anh em. Con này cứng M. Anh em đua lóc con này thì thoải mái luôn. Phôi này đánh rất là ok. I31 nhé, giá là 800.000. I32 là một con máy ngang này. Shimano Pathone HG nhé. I32 này giá 600 nhé. Nó có xước cái mỏ vì tây chút thôi, còn lại là đẹp. Lua từ 8 đến 20 bao, lua align từ 8 đến 20 bao, lua từ 7 21 gram nhé. Dài là 1m73 nhé. Made in Korea. Đó. Hàng này cũng cứng nhé, lua vậy là cứng M đấy anh em. Shimano Pathone. Đó. 73 nhé. I32 giá 600. Đấy. Thì hôm nay em chỉ lên nhiêu đó cần nhé. Dài cũng cần, video cũng khá là dài, 30 cái cần. 40 phút cây giới thiệu có phút hơn nữa. Rồi, anh em nào lấy cái nào cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0866700856 nhé, hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em nhé. Chào anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong clip sau.